Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trong video ngày hôm nay, em xin phép được gửi đến anh em một chiếc xe trực thuộc phân khúc B, chung mâm với Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City và một số phân khúc xe khác. Nhưng mà giá xe thì lại cạnh tranh trực tiếp với phân khúc A như là i10 hay là Palin, Kia Morning. Và đó là chiếc Mitsubishi Astra. Tại thời điểm hiện tại, phiên bản cao cấp nhất của Astra cũng chỉ nhỉnh hơn i10 ATH hatchback khoảng 15 đến 20 triệu nếu xét trên giá xe, chưa tính đến giá lăn bánh. Astra thì mang thương hiệu của Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc. Chính nhờ vì vậy nên Astra không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, nhưng mà bù lại anh em sẽ được giảm trực tiếp vào giá xe với cái giá trị tương đương khoảng là 100% lệ phí trước bạ tùy từng vào phiên bản, và cũng được tặng kèm rất là nhiều phụ kiện. Mời anh em cùng xem chi tiết video về giá bán, chương trình khuyến mại, giá lăn bánh và chi phí trả góp của Mitsubishi Astra trong 10 tháng 2 này. Em hy vọng những thông tin mà em chia sẻ đến trong video sẽ hỗ trợ được những anh em nào đang quan tâm đến chiếc xe phân khúc B. Em hy vọng những thông tin mà em chia sẻ trên video đây sẽ hỗ trợ được những anh em nào đang quan tâm đến cái dòng xe phân khúc B và có tầm tiền từ 350 triệu cho đến 500 triệu. Mời em cùng xem chi tiết video. Mitsubishi Astra được nhập khẩu và phân phối với 3 phiên bản. Phiên bản cao cấp nhất đó là Astra CVT bản Premium. Phiên bản thứ hai đó là Astra CVT. Và phiên bản thứ ba đó là Astra MT số sàn. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là Astra bản CVT Premium. Giá bán trong thời điểm tháng 2 này là 440 triệu. Về chương trình khuyến mại thì tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán kính, thứ hai đó là trải sàn, thứ ba đó là bộ cảm biến lùi, thứ tư đó là anten vây cá, thứ năm đó là độ gập gương điện. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 517 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn thì sẽ là 508 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 498 triệu. Và anh em nào ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 488 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em tính cho anh em ở trên đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp bản Astra CVT Premium này, anh em được vay tối đa là 374 triệu, tương đương với 85% giá trị xe, trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Em cũng đã tính luôn cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6,5 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 3,8 triệu và lãi suất hàng đầu tiên là 2,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như em tính cho anh em ở trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 143 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 134 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 124 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 114 triệu. Đồng thời anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mitsubishi Astra bản CVT Premium trong năm đầu tiên trị giá là 6,1 triệu. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng theo cái số tiền vay mà mình mong muốn thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em, em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết đó. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là Mitsubishi Astra bản CVT số tự động bản thường. Giá bán trong năm 2 là 411 triệu. Về chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, thứ hai đó là trải sàn da, thứ ba đó là một bộ cảm biến lùi, thứ tư đó là anten vây cá, và thứ năm đó là độ gương gập điện. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 489 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 479 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 469 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 460 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng như là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 1 năm, phí đăng kiểm, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc showroom mà anh em mua xe.
hoặc anh em liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở góc trên bên phải màn hình kia. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng ghi chi tiết lăn bánh trọn gói nếu anh em có nhu cầu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì với bản Acha CVT thường này, anh em được vay tối đa là 349 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Và gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,3 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 1,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 139 triệu. Trường hợp anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 130 triệu. Trường hợp anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 120 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 111 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm một cái bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mitsubishi Acha bản CVT thường năm đầu tiên trị giá là 5,7 triệu. Cuối cùng mời anh em cùng đến với bản thứ 3 của dòng Acha, đó là bản MT thường. Giá bán tại thời điểm tháng 2 là 335 triệu. Chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những cái phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán kính, thứ hai đó là trải sàn da, thứ ba đó là cảm biến lùi. Về chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 401 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 394 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 382 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 374 triệu. Anh em lưu ý là giá lăn bánh em tính cho anh em là đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Đồng thời, giá lăn bánh này em tính là đối với xe không kinh doanh vận tải. Anh em nào mua xe về chạy dịch vụ taxi hay là Grab hay là xe đăng ký biển vàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết về xe kinh doanh vận tải để anh em cùng tham khảo. Trong trường hợp anh em mua trả góp bản Acha MT số sàn này, anh em được vay tối đa là 284 triệu trong 8 năm. Gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 4,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 2,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 1,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 117 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 109 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 97 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 90 triệu. Đồng thời bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Mitsubishi Acha bản MT số sàn trong năm đầu tiên trị giá là 4,6 triệu. Anh em nào muốn vay ngân hàng theo cái số tiền mà mình mong muốn thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng theo từng cá nhân anh em để anh em cân đối cái tài chính của mình. Cảm ơn anh em đã xem video. Trên đây đó là toàn bộ những cái thông tin về Mitsubishi Acha trong tháng 2 này. Anh em có ý kiến đóng góp xin vui lòng comment ở dưới phần mô tả dưới bình luận đây ạ. Em sẽ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là xe Mitsubishi Acha nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ạ. Xin chào anh em.